này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thường trỗi nhạc trời, vàng rồng làm đất, ngày đêm sáu thời, trời mưa qua mạng Đà La cõi trời. Chúng sanh ở cõi ấy cứ mỗi sáng sớm thường dùng đãi y đựng các hoa đẹp, đem cúng dường 10 vạn ức Phật ở phương khác, vừa đến giờ ăn trở về nước mình ăn cơm kinh hành. Đức Phật Thích Ca nói: Này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế, tại đó thường có chư thiên trỗi nhạc trời, vàng rồng dùng làm đất, ngày đêm sáu thời, đầu ngày, giữa trưa, cuối ngày, đầu hôm, giữa đêm, cuối đêm, 3 thời của ngày, 3 thời của đêm cộng lại là 6 thời, đều có mưa qua mạng Đà La. Mạng Đà La qua là tiếng Phạn, dịch là tư ý qua. Mình muốn thế nào nói ra thế ấy, rất là vừa ý. Qua này còn gọi là Đại Bạch Qua. Chúng sanh ở cõi ấy cứ mỗi sáng sớm mặt trời mới vừa mọc, thường dùng đãi y, túi vải đựng các hoa đẹp, đem cúng dường 10 vạn ức Phật ở phương khác. Thời gian cho việc cúng hoa rất ngắn, khoảng chừng 1 bữa ăn. Tại sao những chúng sanh ấy chỉ có một thời gian rất ngắn đi khắp được 10 vạn ức cõi nước của chư Phật? Nhân vì các vị ấy chứng được 8 đại tự tại ngã, tùy tâm như ý được như ý thông, tự do đi đến chỗ mình muốn đến. Cho nên khi chúng ta lễ Phật, nên quán thân thể chúng ta có cùng khắp và đang đảnh lễ trước chư Phật ở vô lượng cõi nước chư Phật ở 10 phương. Chúng ta có thể quán tưởng pháp giới như vậy, vì thân thể chính là pháp giới vậy. Cho nên có bài kệ: nếu ai muốn hiểu biết tất cả Phật ba đời, phải quán pháp giới tánh, tất cả duy tâm tạo. Trở về nước mình, nước mình tức là thế giới Cực Lạc, ăn cơm kinh hành. Ăn cơm xong liền đi kinh hành, kinh hành tức là đi tản bộ sau khi ăn cơm. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại này nữa Xá Lợi Phất, cõi nước kia thường có các loài chim màu sắc kỳ diệu như bạch hạc, khổng tước, anh giỏ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạc. Những thứ chim này ngày đêm sáu thời hót lên tiếng hòa nhã. Tiếng ấy diễn sướng 5 căn, 5 lực, 7 bồ đề phần, 8 thánh đạo phần. Đức Phật vốn đợi Ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi. Ngài Xá Lợi Phất vẫn chưa biết hỏi, nên Phật lại nói tiếp cho đại chúng nghe. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thường có những loài chim nhiều màu kỳ lạ. Lại có chim bạch hạc, khổng tước, anh giỏ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạng. Những loài chim này màu sắc đặc biệt đẹp đẽ, trắng trắng, xanh xanh, hoặc nhiều màu xen lẫn, giống như phụng hoàng trên thế gian này. Anh giỏ biết nói tiếng người. Nếu người ta dạy nó nói tiếng Trung Quốc, nó sẽ nói tiếng Trung Quốc. Dạy nó nói tiếng Anh, nó cũng biết nói tiếng Anh. Thấy có người tới, nó biết nói có khách, có khách, hoặc nói hello, how are you. Cho nên nếu có người dạy nó niệm danh hiệu Phật, chúng nó cũng có thể nhờ vào công đức niệm Phật mà giảng sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Xá lợi tức là thu lộ, mắt nó rất đẹp. Ca lăng tần già là tiếng Phạn, dịch là hảo thanh điểu hoặc hảo âm điểu. Vì khi mới khai mỏ còn ở trong trứng mà tiếng kêu của nó hay hơn các con chim con khác, cho nên gọi là hảo âm điểu. Chim cộng mạng là thứ chim một thân mà có 2 đầu. Có ai đã thấy chim đó chưa? Chúng mắc phải quả báo này là do kiếp trước lúc làm người tâm dâm quá nặng. 2 vợ chồng ân ái nặng nề, suốt ngày chỉ ân ái nhau thôi. Vì dâm tâm không dứt nên phải đọa lạc làm loài chim 2 đầu. Thức tâm có 2 mà quả báo phải thọ lại đồng nhau. Ấy gọi là chim cộng mạng, thức khác mà báo đồng. Vì thế người ta không nên có tâm dâm dục thái quá, nếu không sẽ có ngày đọa làm loài chim cộng mạng đấy. Có người nói tôi thích làm thứ chim đó. Ta đừng muốn làm chim là việc tốt nhất. Vì phải biết rằng những loại phi cầm ấy sau khi sống hết kiếp chim rồi có thể sẽ đọa vào địa ngục thọ khổ. Đừng cho rằng chúng nó rất tự do, muốn bay thì bay, muốn đáp thì đáp. Tương lai quả báo đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi đâu. Người có trí không làm việc ngu si thì không bị đọa lạc. Người không trí huệ mới tạo nghiệp mà đọa lạc. Các loài chim ấy ngày đêm sáu thời hót lên tiếng hòa nhã. 6 loài chim này ngày đêm sáu thời đều hót lên tiếng hòa nhã, sướng hòa lẫn nhau, phát ra âm nhạc rất êm dịu. Thực ra những loài chim này
là do công đức của Phật A-di-đà quá hiện ra, giúp Phật nói pháp khiến cho pháp âm lan ra. Vì ở thế giới cực lạc phương Tây không có các khổ, không có quả báo, ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tiếng ấy diễn sướng, diễn là biểu diễn, sướng là thích thú thông đạt, ca hát. Bất cứ người nào nghe đến đều rất vui thích. Sự vui thích này là từ nội tâm phát ra. Pháp âm mà loài chim diễn sướng biểu hiện năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần. Năm căn là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Năm căn biểu thị cho hột mầm bồ đề, có thể khiến cho tâm bồ đề tăng trưởng. Khi tăng trưởng rồi thì có một thứ sức mạnh nên gọi là năm lực. Năm lực là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Bảy bồ đề phần: một, trạch pháp bồ đề phần, còn gọi là trạch pháp giác phần; hai, tinh tấn bồ đề phần, còn gọi là tinh tấn giác phần; ba, hỷ bồ đề phần, còn gọi là hỷ giác phần; bốn, trừ bồ đề phần, trừ thô hoặc; năm, xả bồ đề phần, xả bỏ tế hoặc; sáu, định bồ đề phần; bảy, niệm bồ đề phần. Bảy bồ đề phần còn gọi là bảy giác chi. Trong 37 đạo phẩm, chỉ bảy chi này được tên là giác. Nhân vì trước tu bốn niệm xứ, năm căn, năm lực vẫn chưa giác ngộ, sau tu tám chánh đạo đã giác ngộ. Chỉ có khoảng giữa tu bảy pháp giác phần này, từ mê mà ngộ, do chưa giác ngộ mà giác ngộ cho nên được tên là giác. Bảy bồ đề phần này rất quan trọng, các đệ tử Phật nên nhớ kỹ. Tám thánh đạo phần, tức tám chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Một, chánh kiến. Đây không phải là cái thấy của mắt thấy, mà là cái thấy của kiến giải trong tâm. Thế nào là kiến giải chính xác? Tức là dùng hành vi vô lậu để quan sát kiến giải của chính mình có chính xác hay không. Tức là vật phi lễ chớ nhìn. Cái gì không chánh đáng thì không nên xem, vì bất chánh là tà kiến. Ví dụ thầy tỳ kheo thấy người không chánh đáng thì không nên nhìn. Cho nên các tỳ kheo đều không đi xem phim, không ca múa hát sướng, cũng không cố đi xem nghe. Nếu thích đi xem thì không phải là có chánh kiến, thậm chí trong lòng nghĩ tưởng đến cũng là không chánh kiến. Nhưng nếu có việc không chánh đáng ở trước mắt, cũng không nghĩ đó là bất chánh mà cho là chánh đáng, đó cũng là chánh kiến. 2. Chánh tư duy. Tư duy là ở bên trong, người ta không thể thấy được, chính mình phải dùng trí huệ vô lậu. Tôi giảng cho quý vị nghe nhiều lần về vô lậu, nhưng càng giảng quý vị càng lậu thêm. Giả sử có được chút nước trí huệ nào cũng bị chảy sạch hết. Nước trí huệ rịnh chảy hết thì phát sanh lửa vô minh. Pháp mà tôi giảng cho quý vị nghe là pháp hay nhất, mà cả trong thiên hạ này không có pháp nào hay hơn. Nếu không chịu chú ý, chẳng nghe cho kỹ thì dù Đức Phật Thích Ca tái thế cũng không cứu được quý vị. Vô lậu tức là không có tà tri tà kiến, không có tâm dâm dục tức là vô lậu, có tâm dâm dục tức là hữu lậu. Chánh tư duy tức là vô lậu, tà tư duy tức là hữu lậu. Tư duy thuộc về tâm cũng là ý, trong ý niệm không khởi một niệm không chính đáng nào, tức là chánh tư duy. 3. Chánh ngữ là trong lời nói của chính mình không có một chút ý nào dâm loạn, những lời nói ra đều thật đứng đắn. Nếu ai có nói với mình những lời không đứng đắn, mình cũng phải cho là họ nói những lời đứng đắn chứ không phải là không đứng đắn. Đó tức là chánh, là khẩu nghiệp thanh tịnh. Trên đời này loại người nào cũng có. Nếu ai có nói những lời không đứng đắn, ta chẳng cần phê bình họ nói không đúng, mà không nên tiếp cận với họ là được. Nhưng mặt khác, các vị không cần cho họ là nói lời không chánh đáng, thế thì không chánh đáng cũng biến thành chánh đáng. Chánh tư duy tức là ý nghiệp thanh tịnh, mà chánh ngữ là khẩu nghiệp thanh tịnh. 4. Chánh nghiệp là thân nghiệp thanh tịnh, dùng trí vô lậu để trừ bỏ tà nghiệp của bản thân. Tà nghiệp là gì? Cũng tức là niệm dâm dục. Một số người mượn câu không tức là sắc, sắc tức là không mà hành động sai quấy, đây tức là tà nghiệp. Trí vô lậu tức là trí huệ không có những thứ không chánh đáng. Có người chỉ có tà huệ, bảo họ làm việc đứng đắn thì họ không biết làm, nhưng nếu bảo họ làm việc bậy bạ như hành dâm thì họ thông minh hơn những người khác, đó là tà nghiệp. Chánh nghiệp thuộc về thân nghiệp. 5. Chánh mạng. Chánh mạng đối lại với tà mạng. Sao gọi là tà mạng? 1.
hiện tướng khác người để hiện bày việc kỳ lạ. Những người này biểu hiện ta đây không giống với người khác. Các vị xem tôi đây khác với mọi người. Như ở Hương Cảng, có một vị pháp sư người Trung Quốc cố ý đắp y tiểu thừa. Ở Đài Loan cũng có những người như vậy. Mục đích của họ chỉ là lôi kéo sự chú ý của người khác để được cúng dường. Một số người có mắt như mù liền cho họ là hiếm quý rồi đến cúng dường. 2. Tự nói mình có công đức. Những người này tự khoe khoang công đức của chính mình, nói về những lão kia là của tôi lập nên. Hoặc nói tôi xuất ra bao nhiêu tiền để làm trường học, độ được một số đệ tử, lập nên một số cảnh chùa, cúng dường mấy trăm vị hòa thượng. Tóm lại đều là sự khoe khoang công đức của mình. Kỳ thực chỉ có những người ngu si mới tin được lời họ. Còn người có trí huệ, giả sử nhắm mắt lại, chỉ nghe họ nói cũng biết được đó là lời nói khoác. 3. Bói toán, gieo quẻ, tính toán số mạng, tốt xấu cho người khác. Những hành nghiệp này chẳng phải chỉ người tại gia, mà người xuất gia cũng có làm. Họ có thể nói với kẻ dễ tin: anh nên đưa tôi 1 triệu bạc để làm việc thiện, nếu không thì ngày mai anh có thể phải chết đấy. Kẻ ấy nghe nói 1 triệu có thể mua được tánh mạng thì đâu phải là nhiều, đồng ý đưa ra ngay. Nhưng đâu có biết rằng giả sử không đưa tiền cũng không nhất định ngày mai phải chết. Hoặc họ nói: ngày mai anh có thể gặp được một việc tốt đẹp, chỉ cần hôm nay anh đưa ra trước 50 lượng vàng làm việc công đức, thế nào ngày mai anh cũng được 500 lượng vàng. Kẻ ấy nghĩ thầm: 1 lượng lời tới 10 lượng có gì mà tiếc. Thế rồi bị lường gạt. Kết quả ngày thứ hai chẳng những không có vàng mà cả đến thầy bói cũng không thấy đâu nữa. Bèn nói: tôi tưởng tôi gặp được bậc thần tiên chứ. 4. Lớn tiếng ra ngoài. Có những vị thầy thích lớn tiếng hò hét vô duyên cớ, khiến cho người nể sợ. Những người ấy còn cho rằng vị thầy này tiếng nói rỗn rang mà cung kính vị ấy. Đây tức là tà mạng. Nếu khi giảng pháp phòng rộng lớn mà người đông thì có thể giảng kinh lớn tiếng, nhưng nếu có micro thì không cần phải to tiếng quá, cứ nói chuyện bình thường, chẳng cần phải hò hét lớn tiếng. Người lớn tiếng ra oai là chẳng biết đó là một trong 5 thứ tà mạng. 5. Nói lên sự cúng dường để kích động người khác. Ví dụ nói: anh biết không, tôi đến nhà cư sĩ kia ăn một bữa cơm chay thật tuyệt, họ dùng nấm mèo trắng, nấm đông cô để đãi tôi, thật là một bữa ngon quá sức. Vị cư sĩ khác khi nghe ông thầy niệm câu thần chú ăn ngon này chịu không nổi, cảm thấy mình cũng phải nên cúng dường một ít thức ăn ngon, thậm chí không có tiền cũng phải đi vay mượn để mua đồ chay cúng dường ông thầy đó. Đâu biết rằng vị thầy đó đã phạm vào tà mạng thứ 5 rồi. 6. Tinh tấn. Có chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Sao gọi là chánh tinh tấn? Giống như chúng ta đang lễ Phật, niệm Phật suốt ngày không nghỉ ngơi, đó là chánh tinh tấn. Nếu các vị đi đến chỗ khác nói chuyện khào, càng nói càng hăng, khoa chân múa tay, đó gọi là tà tinh tấn, không có lợi ích gì, lại chẳng có tác dụng gì. Sao gọi là chánh tinh tấn? Chánh tinh tấn chính là làm việc có ích. Sao gọi là tà tinh tấn? Tức là làm việc vô ích. Ví như đối với Phật pháp phải dùng công, nhưng lại lười biếng chỉ nói chuyện tào lao. Cũng như khi nghe kinh, không luận bận rộn cách mấy cũng phải đến nghe kinh, đến để hộ trì pháp hội, đó gọi là chánh tinh tấn. Nếu vốn không bận việc gì nhưng cũng không đến nghe kinh, đó gọi là không tinh tấn. Giống như chúng ta ở đây có mấy vị cư sĩ, hễ xem phim thì rất tinh tấn, hay chịu đi lông nhông đường lớn hẻm nhỏ mà chẳng đến nghe kinh. Có pháp hội mà chẳng đến hộ trì, đó đều là không tinh tấn. Chánh tinh tấn là không luận ở chỗ nào có pháp hội thì đến đó ủng hộ, hộ trì đạo tràng. Nếu thích đánh bài cờ bạc gọi là tà tinh tấn. 7. Chánh định. Chánh định là tam muội, còn gọi là chánh thọ. Chánh định là dùng trí huệ vô lậu để tu định. Tất cả cảnh giới tà không thể lay động được thứ định này. Tôi giảng kinh cho quý vị nghe, quý vị nhớ được một câu thì đi đến bất cứ đâu cũng dùng công hết. Nhưng nếu quý vị không nhớ được câu nào, quên sạch cả, thì đi đến đâu cũng sẽ bị cảnh giới lay chuyển rồi chạy theo cảnh giới ấy. Đó là không có chánh định. Có người nói: tôi biết tôi không có chánh định. Đã biết là không có, vậy sao không tìm cách để có? Cũng như có mấy người nọ, khi nghe tôi nói họ sẽ làm điều gì đó thì đều nói I know, I know. Nếu đã biết rồi thì tại sao lại còn tái phạm nữa chứ? 8. Chánh niệm. Chánh niệm là niệm trí huệ vô lậu.
không còn hữu lậu nữa. Không còn hữu lậu tức là không có tâm dâm dục, không có tâm dâm dục tức là chánh niệm, có tâm dâm dục tức là tà niệm. Có người nói, người ấy có tâm dâm dục đối với tôi, nhìn vào mắt họ là biết ngay. Nếu không có tâm dâm dục, sao lại đi nhìn vào mắt người ta? Mình có tâm gì khi nhìn họ? Chính mình nếu không có tâm dâm dục, làm sao biết người ta có? Nếu không có thì là thanh tịnh hoàn toàn, trong sạch không nhiễm ô. Nếu chính mình không có chút tư tưởng nào về việc đó hết, thì làm sao biết được kẻ đối diện mình có tâm dâm dục? Vậy thì rõ ràng là không diệt trừ được tâm dâm dục, không đoạn dứt tâm dâm dục chính là tà niệm, không phải chánh niệm. Các pháp như thế ấy, chúng sanh ở nước kia nghe âm thanh này rồi, thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, ông chớ cho chim này thiệt là do tội báo sanh ra. Tại sao thế? Vì cõi nước của Phật kia không có ba ác đạo. Này Xá Lợi Phất, cõi nước của Phật kia còn không có tên của ác đạo, huống chi là có thật. Các thứ chim ấy đều là do Phật A Di Đà muốn cho tiếng pháp âm truyền khắp mà biến hóa ra như thế. Các pháp âm như thế ấy là chỉ cho năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần đã nói ở trước. 25 đạo phẩm này cộng với bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn dư ý túc, còn gọi là bảy khoa, 37 đạo phẩm. Chúng sanh ở nước kia là chúng sanh ở thế giới cực lạc, nghe thấy những âm thanh diễn sướng của các loài chim ở trên rồi, thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm về Tam Bảo. Này Xá Lợi Phất, đừng cho rằng những chim này là từ tội báo sanh ra. Đừng cho rằng những chim này là từ ba ác đạo sanh ra. Tại sao thế? Vì lẽ gì? Vì thế giới cực lạc kia không có ba ác đạo. Không có ba ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì làm sao có các loài chim này được? Phật nói: Này Xá Lợi Phất, ta nói cho ông biết, cõi nước của Phật kia còn không có tên của ác đạo. Ở thế giới cực lạc, nghe đến tên của ba ác đạo còn không có nữa, huống chi lại có ba ác đạo thiệt hay sao? Tất cả đều không có cả. Những loài chim này đều là do nguyện lực của Phật A-di-đà muốn cho pháp âm truyền khắp mà biến hóa ra như thế. Đây đều là giúp cho pháp âm truyền khắp mà dùng thần thông biến hóa ra các thứ chim ấy, chứ chúng không phải do ba ác đạo biến hóa ra đâu. Không giống như cõi nước của chúng ta đây, súc sanh là từ súc sanh đạo biến hóa ra.